Nếu như các bạn áp dụng ba cái cách mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ không có ai dám ép các bạn uống rượu bia. Và những người đã từng ép các bạn uống rượu bia sẽ phải rất sợ và không bao giờ dám ép bạn lần nữa nha các bạn. Ba cách này mình đã từng áp dụng và rất hiệu quả, cho nên hôm nay mình chia sẻ lại với các bạn nha. Thì rượu bia là thức uống không thể thiếu trong những buổi tiệc tùng, dịp Tết hoặc là những đám tiệc linh đình. Và cũng chính vì vậy mà đây là một cái cơ hội để cho có những người lợi dụng để ép các bạn uống rượu bia. Thì đối với những người như thế này, mình cần phải có một biện pháp mạnh để đối phó với họ và trừng trị họ, khiến họ phải nể và phục bạn luôn nha. Thì trước tiên khi mà bị ép rượu bia như vậy, cách thứ nhất, các bạn có thể từ chối một cách lịch sự, đưa ra những lý do, ví dụ như đau họng, đau dạ dày hoặc là phải đi đường xa, rồi lái xe hơi, ví dụ như vậy. Thì có thể nếu một người đó mà hiểu chuyện á thì họ sẽ bỏ qua, còn nếu không người ta vẫn ép tiếp. Với cách thứ nhất thì mức độ hiệu quả nó còn rất là thấp, khoảng tầm 25% thôi, còn 75% thì vẫn phải uống bởi vì nể hoặc là không biết cách từ chối hơn nữa. Thì đối với những người mà sau khi các bạn đưa ra những lý do như vậy mà họ vẫn cố tình ép các bạn uống thì chứng tỏ những người đó không hiểu chuyện hoặc là đang cố tình chuốc cho bạn say. Thì đối với những người này, các bạn cần có một cái biện pháp mạnh hơn để đối phó, đó là cách thứ hai. Thì với bước thứ hai này, các bạn sẽ nói tiểu lượng của mình chỉ mức đó thôi và uống để vui, còn nếu như anh muốn đỏ tiểu lượng thì ok, tôi sẽ đỏ với anh, và với điều kiện anh một thùng, tôi một thùng, và phải uống từng lon liên tục trong thời gian khoảng chừng bao nhiêu phút, ví dụ là 30 phút phải uống hết một thùng thế này đấy. Và nếu như ai mà uống không hết thì người đó thua và phải trả tiền cho hai thùng này. Và lúc đó các bạn bồi thêm một câu nữa là bạn sẽ chấp người đó uống trước, tức là tôi chấp anh uống trước. Thì chắc chắn sẽ không có ai uống được hết cái thùng bia thế này trong vòng 30 phút mà uống không, tức khui ra uống liên tục, không thể nào uống được. Nếu như người đó mà uống được các bạn thì ok, mình chấp nhận thua, mình trả ha. Hoặc là các bạn cũng có thể uống theo mấy lon để hưởng ứng phong trào, sau đó mình sẽ chấp nhận thua và trả tiền. Nhưng mà chắc chắn rất là khó để có một người mà có thể uống được liên tục thế này mà vẫn còn tỉnh táo đâu nha. Với cách thứ hai này thì mức độ hiệu quả nó đã tăng lên ít nhất là 75 đến 90% bởi vì hai lý do các bạn. Cái thứ nhất là rất ít người có đủ khả năng để uống hết 24 lon bia nguyên thế này trong thời gian 30 phút. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là những người hay ép uống rượu bia như vậy, người ta vẫn tự cảm thấy rằng họ không thể nào uống được hoặc là người ta sẽ bị dội bởi vì bạn quá cao tay. Do đó người ta sẽ tự động rút lui thôi, không còn ép bạn nữa. Đấy. Tiếp theo là cách thứ ba, cách mạnh nhất và hiệu quả nhất. Cách này có thể loại được gần như 100% đối với những người mà bạn không còn tôn trọng họ nữa và các bạn không muốn chơi với họ nữa ha. Thì với cách này các bạn chỉ cần lấy một tờ giấy, một cái viết, và các bạn sẽ ghi ra một cái biên bản, trong đó nội dung thỏa thuận thế này: tôi tên gì đó, anh tên gì đó, chấp nhận uống bia thế này, và nếu như việc tôi uống mà say xảy ra các sự cố gì thì tất cả các chi phí đó anh phải chịu bồi thường hết cho tôi đấy, và phải đặt cọc ít nhất 500 triệu vào tài khoản chuyển ngay bây giờ, và số tiền đó phải được giữ trong vòng 3 tháng. Thì với cách này hầu như không ai dám chơi với các bạn bởi vì 500 triệu nó rất là lớn, và những người mà thường hay ép như vậy á, đẳng cấp họ không có và tiền họ cũng chẳng có luôn, và nếu có họ cũng không dám chuyển đâu các bạn. Và lý do tại sao cần phải viết biên bản và chuyển khoản ngay lập tức bởi vì những người mà ép như vậy á, người ta chỉ có cái miệng thôi, người ta nói trong bữa tiệc thì ok, ký có thể dám ký, nhưng mà sau này lỡ xảy ra sự cố, ví dụ như đi xe tai nạn này kia thì người ta sẽ từ chối trách nhiệm, cho nên cần phải chuyển tiền để đặt cọc trước. Và nếu như trường hợp người đó có tiền dám chuyển cho bạn, đồng ý bảo lãnh bạn như vậy, ok, người đó các bạn nên chơi. Và chắc chắn Khi mà chơi với những người như vậy, các bạn sẽ không bao giờ bị say đâu. Người ta sẽ làm cho bạn vui và không bao giờ say. Đấy. Với ba cách này thì mình chỉ mới dùng tới cách thứ hai thôi. Thì những người mà thường hay ép mình uống rượu bia, khi mà gặp mình một cái thì tự động lẹt đến chỗ khác, không dám đối mặt nữa. Rất là hay. Đấy. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Mong các bạn chia sẻ để mọi người cùng biết. Và trong dịp Tết này, chúc bạn luôn giữ gìn sức khỏe, bình an trong năm mới. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.